Đây cho ăn cái bánh mì mà. Thank you.
Nó bắt nó đi thí nghiệm người người khác à? Cơm đây mọc có đoạn khoảng nữa là đoan cơm trước đây. Vậy là nhà có máy nè em. Thằng anh là cố làm thành điệu quá à. Tâm người rồi. Đây là xấu xấu xa này đi ra không nè. Nên kinh kinh đập cá chết vứt xác sau nhà. Xác sau nhà. Nhà này có anh thì được. Cái năm ấy bữa xương này nó nấu cao hộ nghèo. À vậy thích con nhã nói hay chung là con nhã đúng không? Mấy đây là mai. Thế nhá. Đó là cái quý. Nó chẳng là biết biết cao 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 hộ là nấu cao nghèo được không? Cao nghèo ngon chứ gần như cao hộ ấy, nhà ta bán được. Cao á, nhà nó cao cao xương, xương cao á, cao nghe cái chất xương nó chảy ra. Ai cái đó bán mất tiền đúng không? Cao mất tiền, bố có hỉ gì đâu mất tiền. Cao á, nấu xương.
kêu người ta đập một cái khóc nhà. Ở đây là số lượng nhiều quá. Nhiều tét. Bánh tét. Bánh lung tung luôn. Yên. Yên, nó bật.